Rồi, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh YouTube Đồ Nghề Nhật Bản nha nè. Thì đây là cái số Telegram của mình, anh em có thể nhắn tin qua Zalo. Thứ nhất là Zalo, thứ hai là số điện thoại và thứ ba là Telegram. Zalo nó sẽ có hạn chế là mình không đóng tiền anh em, thì nó sẽ không có cho mình trả lời. Mình có thể đọc được, coi được, nhưng mà mình không có trả lời. Giống như anh em, hoặc là có thể anh em sẽ không tìm được mình trên Zalo là do cái chính sách thu tiền nha anh em. Đó, thì đây là thằng nhân viên mình mới tiện để giữ tấm bảng cho mình. Thì đây là cái mua bán bên mình anh em, nó rất là dễ, nó rõ ràng, nó đầy đủ và nó minh bạch ở đây. Mình sẽ không có ship code nè và mình cũng không có bao ship luôn. Đó, nó đơn giản vậy thôi. Anh em nào thấy khó quá thì cho qua giúp mình ha. Rồi, đó, nó đơn giản vậy thôi anh em. Nó tại vì một số anh em cứ muốn ship COD này kia hoặc là giao hàng, kiểm tra hàng, thanh toán thì mình không có dạy. Tại vì tại vì mình không có thích như vậy, nên là anh em mà muốn như vậy thì anh em có thể mua của chỗ khác nha anh em, không có sao hết á. Thì đây là cái thằng nhân viên mình mới tiện để cho nó cầm cái tấm bảng cho anh em đọc nghe cho kỹ nè ha. Rồi ha, mọi thông tin về hàng hóa rõ ràng và đầy đủ, anh em ưng cái bụng thì anh em xem tiếp để anh em mua, còn không thì bỏ qua giúp mình, tránh mất thời gian phiền phức của cả hai bên, của anh em cũng như là của mình. Rồi, đầu tiên cái mã số 1 nè anh em. Mã số 1 thì cái này là mình có giá là 150.000 và mình cũng có ghi là có nhiều luôn ha. Thì đây là một cái dụng cụ nó dùng để kê trên cái sàn rửa chén. Đó, kê trên cái sàn rửa chén, nhưng mà với cái sàn rửa chén, cái bồn rửa chén của thằng Nhật đó nha anh em nha. Tại vì cái kích thước lọt lòng của nó là khoảng tầm 40. Khoảng tầm 40 thì nó sẽ không phù hợp với một số cái kệ rửa chén của Việt Nam, kệ để chén bát của Việt Nam. Thì anh em có thể chế sang cái gì đó anh em xài, ví dụ như là một cái vị nướng. Ví dụ là một cái vị nướng để anh em nướng những cái tảng thịt to hoặc là gì đó tùy anh em ha. Thì cái kích thước của nó nè, mình sẽ đo kích thước của nó cho anh em. Kích thước ở đây là 42 nha anh em. 42. Kích thước là 42. Bề ngang của nó là 19. Và chiều cao cái phần này đó, nó khoảng tầm là 1cm hơn. Thì cái này là nếu mà anh em nào đang xài cái bồn rửa chén của Nhật á, nó khoảng tầm từ 13 cho đến 20 mấy triệu cũng có nha anh em. Thì anh em có thể mua cái này anh em đặt vào. Đó, còn không thì anh em có thể, anh em thấy ưng vào cái công việc gì của anh em thì anh em mua ha. Toàn bộ cái này là bằng inox 316, rất là chắc và rất là thẩm mỹ. Cái này thì giống như trước mình bán mấy cái rửa cái kệ đường chén bát của cho anh em á, kệ phơi chén bát ở trên cái bồn rửa, thì mình vẫn sẽ có cái là tem xét là bồi thường gấp đôi cho anh em luôn ha. Tại vì cái này nó làm rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn, anh em có thể nhìn từng cái mối hàng ở đây nè, và đặc biệt là nó rất là chắc, không hề lỏng lẻo ha. Mình nặng 60 kg leo lên đây là vô tư, là bình thường, không có vấn đề gì luôn nha anh em. Đó, đây từng cái mối hàng của nó cực kỳ đẹp luôn. Thì tại vì mình cũng chưa biết dùng nó để vào làm cái việc gì ha, mình có rất là nhiều, có tầm khoảng 1000 cái anh em nha. Thì giá của nó là 150.000 một cái. Đó, là mình bao anh em cầm trên tay luôn á, cực kỳ chắc ha. Thì mình vẫn là nói rõ ràng với anh em luôn, lên ten rỉ sét trong cái điều kiện mà anh em sử dụng bình thường gia đình, bồi thường tiền gấp đôi. Anh em mua 150, đền gấp đôi là 300.000. Đó, và tặng luôn anh em cái này để anh em dục ve chai luôn. À, có rất là nhiều, nhưng mà mình cũng chưa hình dung ra nó để làm cái gì hết. Thì anh em mỗi người nó có một cái cách sáng tạo riêng, thì anh em có thể tận dụng vào cái cách sáng tạo của anh em để tận dụng cái này anh em sử dụng nha anh em. Cái này nặng nửa ký, inox 316 nha anh em, giá của nó là 150.000. Đây thì cái này là đang thử ấy ha, tại vì mình không có hai cái đồ nó bằng nhau, nên là mình sẽ thử bằng cách này cho anh em. Mình sẽ đặt lên đây nha nè, nó rất là vững. Mình sẽ đặt lên đây và mình sẽ đứng lên đây ha. Mình nặng khoảng tầm 60 kg đó, mình đứng lên đây ha, đứng lên luôn đó, đứng lên luôn, hoặc là mình đứng qua hai bên nè. Đó là anh em thấy cái khay này nó rất là vững nha anh em. Đó, cái này là mình phải quay một tay, tại vì mình lỡ đứng lên hai chân thì mình phải bước xuống, nó hơi khó đó. Nếu mà mình chài ra thì khi mà mình bước xuống nó sẽ hơi vất vả đó, anh em thấy không, đứng hai bên không có bị suy xẹn gì anh em. Nó cái inox của nó rất là dày, thì mình chưa có nghĩ ra cái cách gì để làm cái gì. Thì anh em có thể làm vị nướng, thứ nhất là vị nướng để anh em mà nướng những tảng thịt lớn nha anh em ha. Rồi
Cái con này thì giá 150.000 thôi, 150.000 là thợ Việt Nam không làm ra được cái sản phẩm như vậy nha anh em. Nguyên tiền phôi không, nó rất là mắc tiền rồi. Inox 36 nha anh em, không phải inox 304. Inox này là chống mài mòn. Sử dụng cái này mà mình vẫn bao anh em chọn đời luôn, anh em sử dụng mà lên ten xét là ví dụ như anh em mua của mình 150 là mình cứ đền là 300.000 ha. Đó, cứ đền là 300.000 rõ ràng. Rồi, tiếp theo mã số 2 nha anh em. Mã số 2 ở đây thì mình sẽ có cái đèn Tajima giá là 400, thì con này sẽ có hai cái chức năng, hai cái chế độ là sử dụng cái pin sạc. Pin sạc này thì mình không có nha anh em, hoặc là sử dụng 4 viên pin tiểu. Đó, chiếu xa được là 96m 250 lumen. Thì anh em nào có pin sạc thì anh em xài pin sạc, hoặc là anh em sử dụng, anh em mua của người khác cũng được. Đó, anh em có thể gắn vô cái hộp này anh em xài, hoặc là anh em sử dụng 4 viên pin tiểu, pin bình thường anh em gắn vào. Đó ha, ở đây nó sẽ có từng cái chế độ nè, từng cái chế độ sạc USB hoặc là sử dụng pin này. Cái này là sạc USB cho cái pin này nè. Cái này thì mình không có pin nha nè. Ở đây nó sẽ có các chế độ nè, chiếu được 5 tiếng nè, 8 tiếng và 25 tiếng. Giá của nó là 400. Thì khi mà toàn bộ anh em gắn vào, nó sẽ ra một cái hình vòng tròn như vậy. Và đây là cái hộp pin đằng sau nha nè. Đó, giá của nó là 400 ha. Anh em nào có sẵn pin rồi anh em có thể mua, không có pin thì anh em có thể sử dụng 4 viên pin này. Pin này mua ở đâu thì cũng có. Mã số 2 nè, giá là 400. Rồi mã số 3. Mã số 3 thì mình có một cái cây đèn 12V, công suất là 23W. Con đèn này là đèn cảnh báo màu tím, rất là đẹp bên trong ha. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Nhưng mà ở đây dây nó bị đứt này nè. Dây bị đứt thì nó sử dụng 12V. Cái con này là chống nước của Nhật, giá là 400. Thì bây giờ mình sẽ thử bằng cái cách mình câu cái bình ắc quy ha. Câu cái bình ắc quy vô đây cho anh em. Cái con này thì chiều nào nó cũng chạy hết. Nó màu tím rất là đẹp. Đây, nó sẽ tự quay nha nè. Tự quay. Để mình câu vô đây. Tại vì mà nó đang không có cái, nó quá ngắn cái dây đi. Anh em đợi xíu để mình đây, sử dụng 12V nha. Mình chích nó vô cái đã. Tại vì nó dây nó ra ngắn quá. Đó, nó sẽ vừa quay vừa ấy nha anh em, vừa quay vừa chiếu sáng nha. Ở trong này nó có cái bóng đèn sơ cua. Trong này có bóng đèn sơ cua và đây là cái motor của nó nè. Cực kỳ đẹp luôn. Nó sẽ ra cái màu tím hoa sim á. Giá của nó là 400. Về thì anh em mở cái này ra, anh em câu dây ra nha nè, tại vì mình chưa có mở. Anh em câu cộng trừ bên nào thì nó cũng sáng và nó ok hết nha. Mã số 3 400. Rồi mã số 4. Mã số 4 thì đây mình có một cái cây kéo bếp dành cho anh em nào mà thích cái đẹp. Thì cái này nó sử dụng một cái lớp xi cực kỳ đẹp và sáng luôn ha. Đó, rất là bén nha anh em. Đây, lưỡi nó đây. Cái con này rất là thẩm mỹ, nước xi cực kỳ đẹp. Cái này nó dính cái vân tay của mình thôi. Cái kéo này của Nhật nha anh em. Đó, rất là bén luôn. Kéo bếp ha, sử dụng ở trong khu vực bếp, hoặc là nói chung là anh em muốn cắt gì anh em cắt, rất là bén. Giá của nó là 250.000. Mã số 4. Một cây kéo bếp. Rồi mã số 5. Mã số 5 thì mình sẽ có một cái ổ cắm điện của thao tác nhanh của Hoàng National. Thì cái loại này thì anh em sẽ chỉ cần đóng tắc kê vô trong tường và anh em đi dây cứng vô đây là anh em đã hoàn thành rồi. Anh em không phải mất thời gian anh em làm một cái ổ điện riêng đó. Thì cái chốt xoay này của nó là nó sẽ giữ cái ổ cắm lại, nó không cho bị tình trạng là tuột ra. Rồi mình sẽ ví dụ nha anh em. Đây là khi mà mình cắm cái dây điện vào nè, cắm vào, anh em phải, nó một cái cỡ dây như vậy, anh em cắm vào và khi mà anh em muốn rút ra, anh em phải bóp cái này anh em mới rút ra được ha. Đó, anh em phải bóp cái này anh em mới rút ra được. Thì nó là một cái loại thao tác nhanh. Cái này thì giá của nó là 250.000 một cặp. Cái này trước mình bán rất là nhiều rồi. Mã số 5, 250.000. Rồi mã số 6. Mã số 6 ở đây thì mình có một cái bịch, một cái bịch như vậy. Nó sẽ bao gồm là một cặp. Cái con này là của Ý nha nè. Cái cặp này là của Ý. Tại vì hồi trước mình có bán những cái bộ vòi nước của Ý á, thì cái này nó có kèm theo. Thì sau khi bán hết nó mới lòi ra cái này. Đó, thì đây là cái dùng để giảm áp ở trong toilet. Ví dụ như anh em ra một cái dây nước xịt đít hoặc là bất kể cái gì đó. Đây là răng 21 nha. Ví dụ như khi mà nước nó ra quá mạnh, anh em có thể
dùng cái này để anh em chỉnh ha, dùng cái này để anh em chỉnh. Trong này là cái van một chiều, anh em sẽ dùng cái tua vít dẹp anh em chỉnh cái lượng van, lượng nước nó phù hợp với cái áp suất. Rồi khi mà cái dây ra của anh em nhỏ thì nó sẽ có một cái đường chuyển, đầu chuyển từ răng 21 sang răng 17 là thông dụng ha. Cái này thì mình bao cho anh em là khi mà anh em mua, anh em về anh em sử dụng mà nó ví dụ nó như lên ten, lên sét hoặc là nước xi này nó có bị nổ theo thời gian, ví dụ như anh em xài mới có 6 tháng hoặc là 7-8 tháng nó nổ như là cái hàng chợ thì mình vẫn bồi thường tiền gấp đôi nha anh em. Nhưng mà khi mua anh em phải chụp hình cái tin nhắn lại là anh em đã từng mua của mình. Đó, còn những cái hàng khác thì mình không ấy, tại vì đôi khi á có những cái mặt hàng mà nó chỉ khi mà nó chung với những cái khác nó mới có cái dòng chữ mark in, ví dụ như Italy hoặc mark in Đức hoặc gì đó. Còn khi mà nó tách rời ra như vậy và thậm chí khi là bóc ra rồi nó cũng sẽ không có còn gì để chứng minh nha anh em. Nó chỉ có chứng minh bằng cách là qua cái thời gian sử dụng. Đó, giống như anh em mua một cái cặp như vậy ngoài chợ thì nó khoảng tầm là 20-30 ngàn, nhưng mà xài một thời gian nó có thể là nó gãy ngang cái khớp răng, hoặc là nó nổ xi lên nó y như chó ghẹ vậy đó, như chó nó bị ghẹ vậy đó, thì đó là cái điểm khác biệt. Còn những cái này thì mình vẫn bao anh em sử dụng là qua 5 tháng nó không có bị nổ lớp xi, chẳng qua là nó sẽ bị dơ, rồi anh em lấy cái nước xà bông anh em rửa lên là bình thường nha anh em. Đó, cái này là của Ý, cái này hồi đó nó là của Ý, nó đi chung với cái bộ sen tắm của Ý á. Ha, mình bán cách đây cũng 2020 rồi, giá của này là 150 ngàn một bịch. Những cái này là chưa khui đó, còn cái này là mình khui rồi để cho anh em thấy cái nước xi ở bên trong rất là mới, rất là đẹp. Mã số 6 ha. Rồi mã số 7, mã số 7 ở đây thì mình sẽ có một cái ổ cắm, giá là 100 ngàn một cái. Thì cái này nó là cái ổ cắm chia, nó của hãng Nationan nha nè, Nationan. Nó giá là 100 ngàn một cái. Thì khi mà anh em cắm vào tường á, nó sẽ chia ra 1, 2, 3 cái ổ dẹp, và tải của thằng này nó sẽ là 15 ampe. Đó, Nationan 2023WP, giá là 100 ngàn một cái, hai cái là 200 ngàn nha nè. Đó, nó sẽ chia ba chân cắm bằng đồng, tải rất là lớn, tải tới 15 ampe lận nha anh em. Rồi mã số 8, mã số 8 thì ở đây mình sẽ có vòi nước của Toto. Ở đây giá của nó là 700 ngàn một cái. Đây là một cái loại vòi thao tác nhanh, đây là răng 27 nha anh em. Anh em nào mà thích hợp cho anh em nào mà cái vườn, sân vườn của anh em lớn cần xả một cái lượng nước nhiều á, thì anh em sử dụng cái vòi này. Đây là cái răng 27 anh em bắt vô tường nè, anh em có thể tăng chỉnh cái này cho cái này nó sát tường để cho nó thẩm mỹ. Đó, tăng chỉnh cái này rồi thì khi đó nó sẽ có một cái khớp, ở đây là cái khớp thao tác nhanh. Anh em có thể cột cái này vào một cái dây tưới vườn của anh em ha, để khi mà anh em cần anh em cắm á, anh em cắm vào đây cái bụp thì anh em sẽ mở vòi. Còn khi mà anh em không cần xài tới cái vòi này thì anh em bấm cái này ra, rút ra, và sau đó anh em sử dụng cái vòi này để anh em rửa tay bình thường ha. Những cái vòi này ở thị trường Việt Nam bán không bao giờ dưới 2 triệu nha anh em. Những cái loại như vậy nó không bao giờ dưới đó. Còn đây là hàng bãi nhưng mà chưa có sử dụng. Đó, thì anh em có thể nhìn những cái hàng nó sử dụng rồi hay chưa qua cái lớp răng. Khi mà anh em vặn răng hoặc là trong cái lòng này nó sẽ có phèn, và ngoài này nó sẽ có cái dấu của cao su non hoặc là keo này kia nó sẽ bám. Còn cái này là chưa xài luôn nha nè. Anh em mua của mình mà về có dấu hiệu xài rồi là đền gấp đôi thôi. Đó, toàn bộ là nguyên khối bằng đồng, rất là lớn. Lưu ý cái này là răng 27, không phải răng 21. Răng 21 nó sẽ nhỏ hơn nha nè, và dĩ nhiên răng 21 nó sẽ rẻ hơn. Còn đây là răng 27, anh em sẽ gắn vào tường. Đó, đây là cái nút để bấm, anh em tháo rồi. Đó, đây. Cái này là loại thao tác nhanh nha nè, nó còn nhanh hơn cái loại khi nén luôn á. Đó, anh em chỉ cần cột cái ống dây này vô. Ống dây này cũng là cái ống dây lớn. Ống dây này phi lòng trong của nó phải là 21 độ lên mới được nha anh em. Sau đó anh em sẽ siết cổ dê. Đó, khi mà anh em cần tưới vườn hay gì anh em cắm nó vô. Còn khi mà anh em không tưới, anh em muốn xài cái vòi này bình thường thì anh em tháo nó ra ha. Giá của nó là 700 ngàn một cái. Ở đây mình có mấy cái. Rồi, tiếp theo mã số 9. Mã số 9 thì mình có một cái áo dụng cụ dành cho bảo vệ an toàn, dành cho anh em chạy xe máy. Ở đây nó sẽ size L nha anh em. Đó, size L. Còn là theo của Nhật á, thì nó sẽ là GB nè. Nó sẽ là 2XL tới 4XL. Còn size của EU và US thì nó sẽ là XL tới 3XL. Đó, thì cái áo này nó sẽ dành cho người khoảng tầm trên 70kg và cao trên 1m7 nha anh em.
áo này là áo cỡ lớn, thì cái áo này là nó sẽ dùng để bảo vệ an toàn khi mà anh em chạy trên xe mô tô. Đó, chạy xe đi đường anh em, nó sẽ tự nó bung ra. Ở đây thì anh em phải mua một cái cổng kết nối vô yên xe bằng cổng dây cáp hay này kia lòn qua đây, để khi mà anh em té khỏi xe hay gì đó, cái lực kéo của cái này nó sẽ bung cái túi khí, bung cái khí O2, khí CO trong này ra, và nó sẽ bơm cho cái áo căng phồng lên, nó giảm tối đa cái va chạm mà anh em phải hưởng ha, giảm xuống mức tối thiểu. Đó thì anh em sẽ giống như là anh em té trên một cái lớp nệm vậy đó, dĩ nhiên là nó vừa phải thôi, còn nặng quá thì nó vẫn là ấy, nhưng mà nó sẽ tăng khả năng sống sót và tăng khả năng nó giúp cho anh em giảm cái khả năng bị chấn thương, tăng cái khả năng sống sót cho anh em. Đó, nhiều khi đôi khi trong cái sự cố thì anh em sẽ không có mất mạng, nhưng mà nó sẽ gây ra cái thương tích, ví dụ như cột sống nè, thứ hai là cổ này kia, và thứ ba là vùng thắt lưng. Thì những cái ảnh hưởng của những cái chấn thương đó nó sẽ kéo theo đến cuối đời luôn. Nha, thì cái bộ này là để dành cho đảm bảo an toàn cho những cái sự cố khi chạy xe. Rồi, thì trong này nó sẽ có một cái bình ga này thì nó sẽ thay thế được nha nè. Đó, một lần thay thế của nó là khoảng 700-800 ngàn tùy chỗ bán. Đó, cái bình ga này anh em có thể vặn ra được ha, vặn ra để anh em thay thế ha. Đó, nó sẽ xài răng nha nè, bình ga này Việt Nam có bán luôn thì giá như nãy mình nói đó. Đó, thì khi mà cái này nó kéo ra nè, nó sẽ đẩy cái cây kim lên đây, và cái này nó sẽ búng ra một cái lực tương ứng với khoảng 10 kg. Rồi, CO2 nè, ga nè, nó búng ra một cái lực khoảng tầm là 10 kg để cho cái áo này nó căng phồng lên trong vòng cái thời gian của nó là không phải mấy giây thôi nha nè, chưa tới 1 giây. Đó, đây, cái này thì anh em sẽ kết nối vô cái yên xe của anh em nè, qua một cái cọng dây cáp, để khi mà anh em té văng khỏi xe thì cái này nó sẽ giống như là rút cái chốt của cái lựu đạn á, là nó bung ra. Rồi, bây giờ mình sẽ đi thử cái áo xem nó có bị xì hay là có những vấn đề khác không ha. Rồi thì bây giờ test nha nè, nhưng mà đây là mình sẽ thử hơi này thôi, tại vì anh em biết sao không? Nó mình một cái bình như vậy khi mà sử dụng rồi giá trị nó sẽ khoảng 700 ngàn. Ví dụ như anh em bung một lần á, thì anh em mua một cái bình này nó khoảng 700-800 ngàn ha, thì áp lực ở đây rất là cao. Thì khi mà bây giờ mình vô hơi á, nó sẽ lên chậm nha anh em, lên chậm tại vì áp của máy mình nó có khoảng tầm là 5 kg thôi, còn khi mà vô cái bình này nè là áp nó khoảng tầm là 10 kg ha, khoảng tầm là 10 kg, bình zin chưa có lụng, chưa có xài luôn. 10 kg thì khi đó nó sẽ bung ra một cái lực gọi là tức thời, hàng nó sẽ giúp nè những cái vị trí nè, một là vùng thắt lưng, cái này bung ra luôn nha nè, thắt lưng nè, cột sống nè, và cổ, là để khi mà anh em va chạm á, những cái vùng cổ, thắt lưng và vùng đệm này nó sẽ là nơi bảo vệ an toàn cho anh em nhất, anh em sống không bị chấn thương cột sống, không bị cổ thì sống nó mới lành lặn được đó, khi mà tai nạn xảy ra hoặc gì đó. Rồi bây giờ mình sẽ vô hơi nha anh em, vô hơi thì nó sẽ căng và nó bung ra. Đây, cái này mình thử bằng khí nén ha. Đó, anh em thấy nó căng lên nè, nó sẽ lên hơi chậm nha anh em. Đó. Rồi. Đó, cái này mình vô hơi chưa kính thì đây nè, nó sẽ giúp đỡ bợ anh em nè. Cái này là mình thử như vậy là nó không xì nha anh em. Đó, đây, đó, đây là phần cổ này nó sẽ bung lên để giúp cho anh em quay qua đây, giúp cho anh em không bị chấn thương cái vùng cổ khi mà anh em chạy xe. Đó, đây nè, nó sẽ bung ra hết. Nha. Đó. Đó, cái này là không xì nha nè. Đó, còn cái này là nó sẽ tức thời hơn. Tức thời nó bung nhanh hơn lắm, nhanh cực kỳ luôn, chỉ trong vòng bao nhiêu mili giây hoặc là 1 giây gì đó, nó sẽ làm cái phun. Đó, cái này anh em bạn vô cắm vô. Đó, thì con này là của Nhật nha anh em. Của Nhật. Đó, sử dụng chai CO2 ga nè, cách chích size là 60 nè, nó có size luôn là 60cc. Chất liệu polyester. Chất liệu áo nè. 100% ni lông là 100 polyester, rồi polyurethane gì tùm lum hết nè. Hit air nè. Đó, thì cái này là cái dụng cụ để giúp cho anh em khi mà chạy xe hoặc là gì đó, nó sẽ giúp cho anh em là tránh bị cái trường hợp là chấn thương ha, nhất là anh em chạy xe mô tô khối phân lớn. Đó, rồi nó sẽ tự bung ra nha anh em, khi mà gặp vào như vậy hơi tức thời, nó những cái tem niêm phong này là chưa có ấy luôn nè. Rồi, hoạt động tốt nha anh em, không có bị xì, tại vì nếu mà mình thử bằng cái chai ga này nè thì nó mất cái chai ga zin thì tốn thêm 7 xì để bù cái chai khác vô, còn anh em nào muốn thử thì cứ 700 ngàn thử bằng cái chai này luôn ha. Rồi bye bye. Rồi tiếp theo mã số 10 nha nè.
Mã số 10 thì ở đây mình có giá 800 ngay. Đây là một cái ấm anh em dùng để hãm trà của Nhật. Hiệu Miyako. Thép 18/8 dùng cho thực phẩm nha anh em. Con này nó để là 18/8 stainless steel, có nghĩa là thành phần thép dùng cho thực phẩm, nhưng mà thực ra nó là inox nha anh em. Nó là inox. À, cái này nấu được bếp từ. Cái đế thì có pha từ để anh em nấu bếp từ nha. 1.4 lít nè. Nói chung nó bóng quá, hình anh em sẽ hơi khó. Cái đế nấu được bếp từ. Thì con này giá của nó là 800. Thì anh em sẽ dùng để hãm trà, sau đó anh em sẽ rót trà ra ha. Lõi bên trong là mới gần như chưa xài nha anh em. 7 màu len ken. Đó thì những cái đồ ăn đồ uống của Nhật á, nó mắc ha, thì chứ không có rẻ, nên là anh em nào mà chịu được cái giá thì anh em chơi. Ví dụ như, và đặc biệt anh em cầm nó rất là dày nha anh em. Đó, cái đường nó làm rất là đẹp, nó gần như là nguyên khối luôn, mà thực ra là nó hàng á. Đó, nó xử lý cái bề mặt rất là đẹp. Cái đế thì để nấu bếp từ, nó gần như là có hai lớp á nha anh em. Ở đây đó, và trên rất là đẹp nè. Những cái mối hàng này kia là nó hàng bấm nha anh em, nó không sử dụng ấy, nhìn rất là đẹp. Đó, bên trong nè. Đây, bên trong cực kỳ đẹp luôn. Rồi, con này giá là 800 ha. Dung tích đầy đủ của nó là 1.4 lít. Anh em sẽ dùng cái này để anh em hãm trà, nấu trà, sau đó anh em sẽ rót ra, hoặc là rót rượu đều được. Ống này rất là nhỏ, nhỏ hơn ngón tay út một xíu. Đây, mình sẽ đo cái đường kính của nó cho anh em coi. Đường kính ngang của nó đây là 16 nè. Chiều cao của nó là khoảng tầm là 13, 16 và 13 ha. Đó, rất là đẹp nha anh em. Mã số 10, giá là 800 ngàn. Rồi, tiếp theo mã số 11. Mã số 11 ở đây mình có một cái vòi đôi. Vòi đôi của hãng KVK. Vòi này mã của nó là K112, giá của nó là 1 triệu. Đây, để mình khui nó ra. Cái này thì nó thích hợp cho một số anh em nào mà có cái sàn nước á. Có cái sàn nước rộng á, thì anh em sẽ sử dụng ha. Tại vì nó là dùng để quay hai bên, hoặc là hai người cùng rửa chén, kiểu như ở dưới quê cái sàn nước á. Đó, thì hai người cùng rửa, và hai cái vòi này đều quay 360 độ. Van ở đây sử dụng là van một chiều nha anh em. Rất là bóng, rất là đẹp, hàng nội địa của Nhật. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Cái này nó dính cái vân tay của mình. À, anh em xài hoài á, anh em lau đi nó vẫn sáng, chứ nó không có bị tình trạng là nổ xi hoặc là hư, hoặc là mục chân này kia. Chân nó rất là dày, toàn bộ là đồng nguyên khối trừ cái này. Ở đây nó được xử lý là mạ rôm nha nè, mạ rôm để giúp cho nó thẩm mỹ và tránh bị bám dơ này kia, từ đó nó sinh ra vi khuẩn. Giá của cái này là 1 triệu nha nè, 1 triệu mang lại sự tiện lợi trong gia đình. Rồi, tiếp theo mã số 12. 12 ở đây thì mình có một cái bộ cần giá là 250 ngàn, cần 1/4 của Liên Hiệp Quốc. Ở đây là cần này là cần snap on, cần trên là snap on nha, dài chỉ bằng chỉ khoảng tầm 10 cm thôi, 11 nè. Cái thứ hai mình sẽ rút ra. Cái thứ hai này là của hàng Koken, mã là 2775, một cái tay quay tay, cái cục chuyển tự động. Và thứ ba là một cái cần nối dài là 15 cm của KTC. Đầu 1/4 nha anh em, 1/4 có nghĩa là khoảng 6.3 ly. Đây. Đó, anh em sẽ đảo chiều. Đó, anh em sẽ dùng cái này để anh em đảo chiều, hoặc là anh em tháo cái này ra, sử dụng cái này. Đó, trong những cái vị trí mà gọi là góc kẹt hoặc này kia, hoặc anh em không xài được cái này thì anh em có thể nhét tay vô, anh em cầm, anh em quay bằng tay. Đó, hoặc là anh em trợ lực ở đây, siết vào đây anh em quay. Đó thì bộ ba này giá là 250 ngàn. Đó, đầu 1/4 ha, snap on KTC, và đây là của hàng Koken. Anh em muốn chế biến kiểu gì anh em chế, tùy biến này kia. Đó, hoặc anh em xuống đây. Nói chung là tùy, anh em muốn gắn kiểu nào anh em gắn. Đó, đảo chiều hoạt động là đầy đủ nha anh em. Hoặc là anh em cho nó nằm chính giữa cũng được. Đây. Đó, lắc đảo chiều qua bên này. Đó. Nghe rất là êm nha anh em, răng rất là chắc. Đó, mã số 12. Giá là 250 ngàn. Tiếp theo mã số 13. Mã số 13 thì mình có một cái van dành cho anh em nào sử dụng cho máy rửa xe hoặc là máy phun thuốc sâu. Anh em không xài súng, hoặc là anh em muốn điều chỉnh cái áp của nó, thì anh em sẽ sử dụng qua cái này nha anh em. Toàn bộ là bằng đồng nguyên khối. Thì đây là cái từ máy ra nè. Cái này sẽ từ đầu rửa xe của anh em ra. Đó, và đây là ra cái vòi xịt cho anh em. Còn anh em nào muốn sử dụng súng á, thì anh em sẽ sử dụng mở cái này ra. Này nó sẽ là cái đường hồi.
Thì khi mà anh em không bóp súng lại, ngắt súng, thì cái nước á, nó sẽ chạy về đây. Thì anh em sẽ làm một cái đường gọi là cái vòng tròn cho nước nó chạy quanh quanh trong này ha. Cái này thì mình chưa có biết anh em có xài máy hay không, hoặc là xài súng, thì mình cái lỗ bích của vầy nó vẫn bích ha. Thì mình chỉ có thể tư vấn cho anh em như vậy thôi. Còn nếu mà anh em không xài súng thì anh em gắn vào cái đầu này ra đây, là anh em xài cái đầu vét giống như ngoài tiệm rửa xe họ hay xài. Còn anh em sẽ điều chỉnh áp ở đây, anh em sẽ mở con ốc này ra, anh em tăng ép cái này xuống dưới đây, ép sát xuống đây thì nó sẽ tăng cái áp lực nước lên. Ví dụ như anh em muốn xài áp 40, anh em vặn sát xuống, lỏng ra, em mở ra. Và cái con ốc này là con ốc lóc kê, đây là cái bát gắn vô tường hoặc là bất kể cái gì đó ha. À, bát treo, cái cục này nó nguyên bằng đồng, nguyên khối, nó rất là nặng nha nè. Và cái màu đồng này là cái màu đồng bị oxy hóa chứ nó không bị gì hết. Anh em nhìn cái răng nè, răng này là răng 17, răng ra cũng là răng 17 luôn đó. Còn nếu mà anh em muốn xài súng á, anh em mở cái đường này ra nha, gọi là cái đường hồi đó. Nếu mà anh em không mở cái này ra, anh em sử dụng súng qua cái đường này là nó sẽ bị tình trạng là nén bẻ ti. Tại vì nước khi mà anh em không bóp súng, nước nó nén ở trong này, nó dẫn tới là ép, thì nó sẽ bị tình trạng là bẻ cái ti máy của anh em. Giá mã số 13 nè, 400.000 một cái van hồi máy rửa xe. Rồi mã số 14. Mã số 14 ở đây thì mình sẽ có tới là 4 cái cục, giá là 300.000. 4 cái cục này là cái cục chốt cửa nha nè. Cái cục chốt cửa đó. Cái này thì anh em sẽ bắt vô tường nha. Cái này anh em sẽ khoan 3 cái lỗ, anh em bắt vô tường, bắt vô tường nè. Sau đó anh em sẽ cột cái này vô, vặn cái này vô đó. Ở đây nó sẽ có một cái móc, cái móc anh em sẽ bắt vô cánh cửa của anh em, bắt vô cánh cửa ha. Thì khi đó, anh em mở cánh cửa ra, anh em sợ bị gió đập hay là bất kể các cái thứ gì nó đập á, thì anh em sẽ móc nó như vậy. Anh em có thể móc trên, móc dưới gì đó thì tùy. Móc dưới chứ, móc ngang chứ, móc ngang. Tại vì anh em còn phải mở cái này lên để anh em đẩy vô đây. Và khi mà anh em không xài nó nữa, anh em đẩy vô đây đó, nó rất là gọn ha. Để tránh cái trường hợp mà cửa này kia nó bị gió lùa này kia nó đập, với lại là trẻ em nó hay cầm nó kéo á, thì sợ nó kẹt tay này kia, thì anh em sẽ sử dụng cái này đó. Nó sẽ móc như vậy nè. Nó thì 4 cái này giá là 300.000, mới chưa xài nha nè, còn nguyên trong bịch luôn, mới chưa xài còn nguyên trong bịch đó. Cái này anh em muốn theo nó chiều nào cũng được ha, xoay 360 độ rất là đẹp. Mã số 14. Rồi mã số 15. Mã 15 thì mình sẽ có một cái khăn, cái thanh inox dùng để cho anh em phơi khăn tắm ở trong nhà tắm, treo khăn mặt gì đó. Rồi chiều dài của nó nè, chiều dài của nó là 34, khoảng 34 nha nè. Ở đây nó sẽ có 4 thanh. Anh em sẽ bắt cái bát inox này, bát inox rất là dày nha, bát inox dày khoảng tầm là 1 ly. Đó, anh em sẽ bắt cái bát này vô tường đó, bắt cái bát này vô tường. Sau đó cái khăn này anh em muốn cái gì đó thì anh em kéo ra. Đó, mình ví dụ ha, tại vì mình đang không bắt vô tường nên là mình cầm quay nó hơi khó. Cái này nó phải vững vào tường nè. Rồi, anh em sẽ quay. Ví dụ như anh em không xài thì anh em gập gọn nó vào như vậy, sát vào tường. Ví dụ như anh em xài thì anh em kéo một cái ra, kéo một cái này ra. Thì khi đó anh em sẽ vắt cái khăn tắm, khăn mặt gì đó của anh em lên. À, nó sẽ được 4 cái. Đó, quan trọng là cái chân này anh em phải bắt vào tường nè. Thì do nó ở trong phòng tắm á, nó sẽ có cái độ ẩm cao, nó sẽ dễ gây ra tình trạng rỉ sét. Thì cái này nó sẽ thiết kế là bằng inox rất là dày nha nè, cực kỳ dày luôn. Đó, để anh em treo khăn mặt, khăn gì đó. Khi mà anh em phơi khăn xong, anh em muốn cho nó khỏi bị bay, anh em nép nhẹ nó vô cái, nó sẽ tì lên trên kia. Dĩ nhiên ở cái phòng tắm nó thoáng nha nè. Tại vì phòng tắm mà nó không thoáng thì anh em phơi treo khăn ở trong đó thì nó sẽ dễ bị cái nấm mốc và cái mùi hôi đó. Hoặc là anh em bắt ngoài sân cũng được, anh em phơi nắng không xài thì anh em gập vào cho nó đỡ bị vướng víu này kia. Nó thiết kế cái hình tròn nè, đầu tròn, để khi mà có lỡ anh em không ấy vào nó có quẹt thì nó cũng không có gây cái sát thương, nó nguy hiểm. Mã số 15 giá 200.000 một cái thanh treo khăn. Mã số 16 nha nè. Mã 16 thì mình ở đây mình có thể có một cái bộ bản lề, bộ gài cửa 5 bộ. Ở đây nó sẽ có 5 bộ là chưa sử dụng, thì ở đây mình bóc ra một cái rồi. Thì cái này nó dành cho một số cửa nhỏ nha nè. Thì chiều dài của nó tối đa nó chỉ khoảng tầm là 5 thôi, và chiều này thì nó khoảng tầm là 4 nha. Thì cái này nó sẽ có một cái hay là khi vậy, khi mà anh em kéo cái cửa đúng không, anh em muốn gài cửa, anh em chỉ cần bấm nó vô vậy thôi là nó sẽ tự động nó chạy vào.
Còn anh em muốn mở đó, anh em phải bấm cái này anh em mới mở lên được ha. Đó, đây mình ví dụ nha, anh em bắt trên một cái mặt phẳng đúng không, giống như mấy cái cửa đẩy ra đẩy vô, thì tới đây anh em sẽ gài cái cửa lại nè, gài giống như mình đang gài này. Nay mình cầm tay đi cho dễ ha. Đó, anh em gài vào tới đây đó, sau đó nó sẽ tự được bật, tự động nó giữ cái khớp này lại, nó không có cho mình bật. Anh em muốn mở ra anh em phải bấm cái này nè, bấm cái này anh em mới dỡ lên được ha. Nó là giống như kiểu một chiều anh em đó, nhìn nè, nó sẽ có cái ngàm để nó bấu vào đó, nó sẽ bấu cái ngàm vào ha. Đó thì nó sẽ nằm như vậy. Cái này nó bằng inox 304 của hiệu Blam của Nhật nha anh em. Đó thì ở đây mình có 2, 4, 5 cái, 5 cái này thì mình bán giá là 300.000 nha, mã số 16. Mấy cái này nó còn ốc inox luôn, có một cái này thì mình tháo ra thôi, mình tháo có một cái thôi nha anh em thì nó mất ốc rồi. Đó thì nó sẽ ra hình như vậy. Rồi mã số 17. Mã 17 ở đây thì mình sẽ có là một cặp nè, hai cặp nè, ba cặp, là bao gồm 6 cái tay, 6 cái tay nắm cửa. Anh em có thể muốn gắn tay nắm cửa hoặc gì đó thì tùy. Thì ở đây 3 cặp 6 cái giá là 400.000. Cái này là bằng inox nha nè, bằng inox được mạ chrome, rất là đẹp và dày, nó cực kỳ dày và chắc luôn. Ở đây cái độ dày của nó đây, cái đế này nè là nó dày khoảng 6.4 ly, còn cái phần tay á, nó sẽ dày khoảng tầm là 10 ly, nó là thép 10 ly, nó là inox 10 ly nha nè, rất là dày. Đó thì tổng cái chiều dài của cái tay nắm này là khoảng tầm là 14,5 nè nè, 14,5 ha, rất là dày và cứng cáp nha nè, 14,5. Anh em có thể coi cái kích thước ở đây đó, nghe cái tiếng rất là đã ha. Thì ở đây nó có 6 cái 3 cặp giá là 400.000, anh em rửa lên rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, rất là bóng. Rồi mã số 17. Rồi mã số 18 ở đây thì mình sẽ có một cái cây khò ga của New Fuji giá là 450.000. Cái này thì nó sẽ sử dụng cái bình ga mini thông dụng của mình anh em. Bình ga mini này ha, anh em sẽ đút vào và anh em quay cái này đi lên, đi qua bên trái, quay ngược chiều kim đồng hồ thì nó sẽ ép cái khoang lại, ép cái ga lại nha nè. Đó như vậy ha. Rồi thì bây giờ anh em sẽ mở ra nè, anh em mở ra nhỏ thôi ha. Đó là nó cháy lên nè anh em. Đó, nó cháy rất là lớn nha anh em. Đó nó cháy rất là lớn, thì mình thử cho anh em đó, vẫn hoạt động bình thường không có gì hết. Có qua là cái ánh đèn á, nó sáng quá anh em không có thấy được cái tia lửa ha. Thì đây của New Fuji nha nè, anh em cắm vào, nó không có để vào mắt nè, và anh em cũng không có cầm cái tay ở đây, anh em chỉ cầm ở đây thôi. Đó tia lửa đánh là đánh ở đây nha anh em. Đó đánh cái tia lửa đánh ở đây đó, anh em sẽ nhìn cái tia lửa nó búng ra nè. Đó anh em nhìn trên hình nó rất là khó để thấy ở ngoài đó, nó bắt cái khung hình không có kịp anh em, nên là anh em sẽ không có thấy được cái tia lửa. Rồi thì cái này hoạt động bình thường nha anh em. Mã số 18 450.000. Rồi mã số 19 nè anh em. Mã 19 thì mình sẽ có giá là 400. Thì ở đây nó sẽ có hai món dành cho anh em nào gắn tụ điện để cảnh báo. Thì cái này là của Nhật, điện là điện vào là 220V nha anh em, 200 đến 200V thì của Nhật nè. LED của nó là 6V. Đó 1W. Thì cái này á, anh em dùng để gắn tụ điện để nó cảnh báo cho anh em. Cái con LED này là anh em có thể sáng 24/24 và 365 ngày luôn, một năm mà nó không có sợ bị cháy nha anh em. Cái nhân LED nó ở trong này đây, thì nó sẽ là một cái đèn báo để anh em làm tụ điện hoặc gắn vào các thiết bị của anh em. Đó cái nhân LED của nó ở đây nha anh em. Đó nó chỉ có 1W thôi, có nghĩa là nó không có tiêu tốn quá nhiều cái điện năng của anh em. Đó và nó sáng liên tục, cái tuổi thọ nó rất là cao. Đây đường điện 220 thì anh em cứ vào đây thôi ha. Đó thì nó để gắn cái tụ điện nè. Rồi tiếp theo tới là cái nguồn, cái đèn báo nguồn thì anh em cũng sẽ sử dụng là điện 220. Đây nó sẽ có cái, nó là của cái hàng thằng iTech điện 200 hoặc là 200V đều được, nó cũng là LED luôn nha nè. Đó của Nhật ha. Những cái đèn của Nhật á, thì cái hiệu năng của nó rất là bền. Ví dụ như anh em có thể cắm 24/24, 365 ngày, thậm chí là vài ba năm luôn cũng không sao. Tại những cái này là trong hộp mới chưa xài,
Còn khi mà một số cái hàng tháo máy ra rồi, họ là họ đã xài mấy năm rồi họ tháo máy, thì đèn họ đèn báo họ bán đèn báo, ở công tắc họ đang bán công tắc, thì có nghĩa là những cái thiết bị đó nó tới thời hạn thay thế chứ chưa hẳn là nó hư, tại vì định kỳ bảo dưỡng nhà máy thì nó vậy. Còn những cái đèn này khi mà anh em gắn những cái tụ điện những cái này kia nó cực kỳ bền luôn nha anh em, phải vài năm. Với cái tần suất mà anh em cắm điện 24/24 thì cặp này mình bán giá là 400.000 nha anh em. Sử dụng điện 220 ha, để anh em báo này kia, hoặc anh em có thể làm cái tủ điện gia đình á để cảnh báo có điện hay không thì sử dụng những cái này. Rồi mã số 20. Mã 20 thì mình có một cái cây kho dành cho bình ga mini thông dụng của mình, là cái bình ga này. Thì cái bình ga cái loại này nó sẽ có một cái hay của nó là nó sẽ lật được cái bình ga nha anh em. Bây giờ mình sẽ lấy cái hộp quẹt để mình thử cho anh em. Chưa có thấy cái hộp quẹt nữa, anh em đợi một xíu. Đây thì cái này nó bằng đồng nguyên khối, anh em có thể nhìn thấy cái màu đồng ở đây. Đó, cổ đồng đi lên nè. Nó rất là dày và nặng. Nha, anh em phải cầm trên tay thì anh em mới cảm nhận được là nó nặng lắm anh em. Nó nặng dã man luôn á. Đó, thì đây, rồi. Cái này thì nó sẽ không có cái IC, thì mình sẽ mồi bằng cái này nha anh em. Đây, anh đầu tiên nó sẽ có hai nấc nè anh em thấy không. Rồi anh em sẽ đút vô cái bình ga thông dụng của mình nha. Anh em đút vô đây, rồi gài qua cái là xong ha. Anh em sẽ mở, đó anh em sẽ mở lên, phú tắt cái điện giùm cái. Anh em sẽ mở lên, anh em sẽ thấy cái tia lửa ở đây đó, anh em thấy rồi ha, nó còn cái quạt nữa. Thì khi đó anh em sẽ lật được cái bình ga lên ha. Anh em sẽ lật được cái bình ga nè, anh em có thể quay đó mà không bị tình trạng là lửa nó phật nha. Đó, anh em vẫn thấy lửa nha. Đó, anh em thấy không? Còn nếu mà anh em sử dụng những cái khò bình thường, anh em sẽ không làm được như vậy. Anh em nha, lưu ý giúp mình nha. Đó, khi mà anh em khò nè. Đó, anh em sẽ không làm được như vậy nha anh em. Đó, tê lửa vẫn có. Đây. Có điều nó anh em đèn nó hơi chói ha. Anh em sẽ không làm được như vậy nha anh em. Đó, thì những cái loại này đặc trưng cái là khi mà anh em đóng ga hết, nó sẽ còn cháy một xíu, tại vì cái ga đó là cái ga nó hồi về. Cái ga đó, cái ống đó, cái ga đó nó sẽ không làm cho anh em bị phật lửa, giống như khi mà anh em quay ngang vậy nè, cái ga nó bị sọc lên, thì cái này nó sẽ không có để cho tình trạng đó xảy ra nha anh em. Đó, giá là 450.000, cái này anh em sẽ khò liên tục được, không bị vấn đề gì. Anh em ha, mã số 20 nè, khò ga. Quay ngang, quay dọc, quay xéo, quay lui được. Giá là 450.000. Bật dùm cái điện Phú. Rồi, mã số 21A và 21B. Đó, thì cái này cặp trước mình có bán, nhưng mà bây giờ mình làm biến vệ sinh đó anh em. Đó, thì mình bán giá là 350.000 một cặp. Hai anh em nào lấy hai cặp đó, thì giá nó sẽ là 600. Thì cái này một cái, mình nhắc lại nha, một cái nó sẽ tải được là 300kg một cái. Thì cái này không phải là nó bị sét hoặc là bị gì, nó dính của một cái xét khác nó chạy qua, tại vì cái bản chất của thằng này nó là bằng inox 316 đó, nó vẫn hoạt động trơn tru này nè, không một vấn đề gì đó, anh em có thể nhìn thấy ở đây nó vẫn hoạt động trơn tru, nó không bị kẹt, không bị gì ha, nó không bị kẹt, không bị gì. Đây cũng vậy đó, nè, nó dính dơ của cái khác nó chạy qua, thì mình anh em nào muốn vệ sinh hoặc mua về sử dụng luôn thì cũng không có sao. Đây, nếu mà ngồi mà chịu khó mà chà này kia thì nó rất là cực và mất thời gian. Mình lấy cái ví dụ là cái đây. Đây là cái nam châm rất là mạnh nha nè. Đây là cái bình ga. Đó. À, mình có thể nhấc lên, còn cái này là không có bị cái gì nha anh em, không có hút luôn. Mình ví dụ đây là những cái đồ nó rất là nặng. Anh em có thể hút được đây, những cái cần lực nè, rất là nặng ha. Mình có thể hút lên luôn. Đó thì cái này mình đó, mình thử cho anh em là không có hút lên nha anh em. Nó không phải là thép đó, mà nó là inox, chẳng qua nó dính dơ của một cái khác. À, nó không có bị cứng này kia, anh em chỉ cần về anh em sử dụng thôi, rất là trơn tru. Nó nằm ở dưới đáy bao, khi đó ở trên nó có những cái thép, thì khi đó cái rỉ sét của cái thép nó chạy ra mưa anh em, cái xong nó dính vô thằng này đó. Nếu mà anh em chịu khó về mà anh em vệ sinh đó, thì nó rất là cực. Mình nhắc luôn là để anh em xài khỏi phải mất công vệ sinh. Anh em vệ sinh thì nó vẫn ra thôi, nhưng mà cực công lắm anh em, 2 đến 3 tiếng lượt anh em tháo ra, anh em ngồi, anh em chà, anh em lò luồn lách để anh em ấy nè.
đó, mình vuốt thì nó vẫn ra này nè, nó chà nè, nó anh em thấy không, bên trong này mình đút ngón tay vô mình vuốt nè, nó vẫn sạch chứ không có gì, nhưng mà ngồi nó cực lắm, có những cái như cái mặt này nó sâu quá anh em, nên là mình làm biến phải vô máy đánh cơ đó. Thì một cặp giá là 350 ngàn, hai cặp thì giá là 600 ha, bằng inox. Một cái như vậy mình nhắc lại tải được là 300 kg. Cái con này là của Asano, mã là AK50 anh em nha, lưu ý 21A và 21B vẫn trơn tru, hoạt động là ok. Rồi mình quay qua đây, mã số 22. Mã 22 ở đây thì mình sẽ có giá là 300. Ở đây nó sẽ có là nó sẽ có là đây ba cái công tắc gọi là công tắc điểm à, anh em. Nó thường hay nằm ở một số máy, ví dụ như là máy ép bịch ni lông, hoặc là máy một số máy công nghiệp anh em, thì khi đó cái này nó ấn xuống nè, nó mới nhảy cái công tắc ha. Cái con này sử dụng cho điện 100 hoặc là 200V đều được nha anh em. Đó, ở đây nó sẽ có một cái nút nhấn rất là nhỏ, anh em bấm vào sẽ nghe tiếng tách ha. Những cái công tắc này khi ở đây nó cũng có vậy nè, khi mà anh em cần, anh em kiếm mua 200-300 ngàn một cái cũng không có. Những cái công tắc zin này nó rất là bền, nó gần như là chưa xài luôn ha, của hãng Omron của Japan. Đó, ở đây à, đây có thể nôm na hiểu nó là cái công tắc hành trình, tại vì nó tới cái hành trình đó nó mới bấm được cái này nha anh em, nó mới đá được cái công tắc ở bên trong, để khi đó nó sẽ ăn cái dòng điện anh em buông ra thì nó sẽ không ấy. Nó thường nó nằm hay nằm ở trong mấy cái máy ép bịch ni lông anh em, tại anh em dở lên khi mà anh em ép gần hết á, bắt đầu nó cứng rồi nó mới nhảy cái công tắc đó. Mình ví dụ được nhiêu đó thôi. Tiếp theo nữa là cái mặt đồng hồ, thì cái mã này nó thêm cái mặt đồng hồ là 90A tối đa ha, à, hàng nội địa của Nhật. Là cái này là anh em sẽ đo được cái dòng chạy ổn định của máy khi mà nó đề ba rồi. Ví dụ cái máy của anh em nó khoảng tầm, nó chạy khoảng tầm 20A, thì khi mà đề ba nó có khoảng tầm là 40-50A cũng vậy. Cái dòng ổn định của nó là khoảng tầm, đây anh em sẽ đo ở đây, ví dụ 1-2A, 10A, 10-12A, 12A đa số là máy mài công nghiệp. Nó lớn, nó chạy cái dòng lớn, thì khi đề ba nó sẽ vút lên một cái kịch, xong rồi nó sẽ hạ từ từ, để khi đó cái máy anh em nó chạy ổn định rồi. Tối đa của nó là 90A là dòng khởi động. Còn dòng tải để anh em chạy bình thường thì nó khoảng tối đa là 30A. Thì khi 30 anh em đề nó có thể nó lên tới hơn 90, nó khoảng tầm tới hơn 50-60 là bình thường nha anh em. Giống như cái cục đề, mỗi lần mà đề xe máy, xe tải, xe hơi cũng vậy. Nó ăn dòng rất là lớn ha, nó gọi là cái dòng khởi động, nó lúc nào nó cũng lớn. Thì cái này cũng mới chưa xài. Thì bốn cái này giá là 300 ngàn nha anh em. Cái này là ba cái công tắc hành trình, tạm gọi là như vậy. Rồi, có mã số 23 nha anh em. 23 thì mình sẽ có là hai cái cảm biến ánh sáng. Thì cái này á, và anh em sẽ bắt hai cái cọng dây nguồn vô đây, là hai dây lấy điện anh em, để mình mở cái này cho dễ. Đây, hai cái dây lấy điện á, anh em sẽ bắt vô đây. Hai bên này là hai cái dây ra thiết bị của anh em. Thì cái này anh em sẽ bắt lên tường như hình thức như vậy, là khi mà anh em sử dụng ở sân vườn á, tối á, nó sẽ tự nó sáng đèn nha anh em. Nó là cái cảm biến ánh sáng để bật đèn. Đây, nó sử dụng cho điện AC200, thì anh em sẽ sử dụng 220 là bình thường. Cái này là 10A, 10A thì nó khoảng tầm những cái đèn hoặc những cái thiết bị của anh em nó khoảng tầm 1000W đổ lại nha anh em. Nó dòng của nó là khoảng 10A, 10A là cũng rất là lớn rồi. Đó, trong gia đình thì dòng 10A là lớn nha anh em. Đó, AC200V, 10A thì anh em sẽ đi hai dây chính vào đây và hai dây ra thiết bị vào đây. Đó, thì và anh em bắt lại, anh em sẽ treo tường như vậy nha anh em. Cái này có dấu mũi tên là anh em sẽ hướng lên trên, ví dụ như anh em đeo ngoài trời nó sẽ không có bị tình trạng là nước nó vào. Anh em bắt như vậy là nước nó sẽ đọng ở đây nè. Đó, nó là cái cảm biến ánh sáng. Thì ở đây mình có hai cái thôi nha anh em, hai cái chưa xài, điện 200V, giá của nó là 400 ngàn hai cái. Rồi, mã số 24. Giá 24 có giá là 1.400.000. Rồi, 1.400.000. Chiều dài của nó là 40cm. Thì con này là của hãng Tonichi. Của hãng Tonichi nha nè, Made in Japan. Đây, Tonichi, Made in Japan. Thì cái này nó là cái cần lực 2 chiều.
tại sao mình gọi là hai chiều. Một số anh em sử dụng cái cần lực kia, cần lực có đảo chiều á, thì anh em chỉ gọi là siết lực, cần siết lực. Còn cái cần này là cần đo lực. Ví dụ như khi mà anh em muốn mở một con ốc, anh em không biết chắc là nó sẽ khoảng ở khoảng lực bao nhiêu, thì khi đó anh em sẽ dùng cái cần này để anh em mở. Mình ví dụ nha, anh em sẽ đặt vào đây, nó về mức 0 và anh em sẽ mở cái cần. Nó sẽ đo được hai chiều. Ví dụ như một chiều bên này anh em sẽ thấy số đối xứng nhau giống như cái đồng hồ. Nó đối xứng là 10, 20, 30, bên này cũng 10, 20. Là khi mà anh em mở, khi mà anh em mở ra, ví dụ như anh em mở đi, cái cần này nó sẽ chạy về đây. Nó sẽ chạy về đây, không cái chiều này chiều siết. Ví dụ như anh em mở thì cái cần này nó sẽ chạy về đây. Đó là cái con tới đây là con ốc nó mở ra rồi, thì nó sẽ không có còn nhảy cái lực nữa. Thì cái này về không, thì lúc đó anh em sẽ biết con ốc anh em mới vừa mở nó sẽ là ở 20 Newton mét nha. Nó từ 1 cho tới 100. 100 có nghĩa là rất là lớn. Đầu này là đầu 1/2, mới gần như là chưa xài nha anh em, rất là mới đó. Anh em có thể nhìn cái đầu này, nếu mà xài nhiều đó, thì ở đây nó sẽ chảy, nó sẽ có cái vết chảy. À, tại vì đây là chưa xài. Thì cái cần này là cần đo lực hai chiều, kể cả khi mà anh em siết vào, khi mà anh em siết vào anh em cũng sẽ siết vào, anh em nhìn khi mà ví dụ như cái cần đen đó, nó sẽ đẩy cái cần đỏ đi tới ví dụ 20 thì anh em sẽ dừng. Đó là cái cần này đa số người ta sẽ dùng để đo lực khi mà mở ra. Tại mở ra anh em sẽ không biết cái dải lực của nó là bao nhiêu đó, thì người ta sẽ dùng cái này để đánh vào đây. Đó, khi mà anh em mở thì ví dụ như cái con ốc của anh em tới 50 đi, 50-60 thì nó sẽ đẩy cái cần đỏ tới đây. Là khi đó anh em sẽ biết con ốc mình vừa siết, vừa mở ra nó lực tới đây. Thì khi mà anh em siết vào, anh em cũng sẽ dùng cái lực khoảng tầm 70 mấy này để anh em siết vào tới đúng cái lực như vậy. Giá của nó là 1.400.000. Cần này là cần 2 chiều. Đầu này là đầu chết, không có đảo chiều nha. Nó khác với những cái loại đảo chiều. Đảo chiều thì họ chỉ dùng để siết vào thôi, siết vào, không dành cho mở ra. Nó sẽ có cái mũi tên, nó sẽ có cái mũi tên, nó thể hiện ở trên chỗ này là chỉ có một chiều siết hoặc là một chiều mở. Còn cái này là hai chiều nha anh em. Giá là 1.400.000, rất là đẹp. Nó mặt kính đó nè, Tonichi. Mặt kính ở đây thì nó có vết rạn do nó nằm ngoài bãi nha anh em. Cái khác nó va vào, còn lại là trong vắt và cực kỳ đẹp. Đó, mặt sau đó, cán tay cầm cao su của Tonichi, giá là 1.400.000. Rồi mã số 25. 25 mình sẽ có giá là 300.000. Thì đây là một cái thiết bị khóa gài, anh em có thể dùng làm cái gì đó thì tùy. Cái này thì nó sẽ có một bộ là 4 cái. 4 cái đây nó hơi khác nhau xíu nha anh em, nhưng mà cách chung của nó thì nó sẽ vẫn là cái chốt gài để anh em có thể làm tủ điện, làm tủ này kia hoặc là tủ đồ nghề của anh em. Rồi, cái này nó sẽ có một cái phần tăng chỉnh để anh em muốn dài, muốn ngắn gì đó thì anh em sẽ vặn cái này để anh em tăng chỉnh nè. Đúc cái con ốc, cái tua vít dẹp vô đây để anh em tăng chỉnh ha. Cái này của hãng Takigen, bằng inox nha anh em. Nó bằng inox. Rồi, đầu tiên là cái khóa gài này. Rồi, tiếp theo là cái khóa lớn, để mình đo mấy cái khóa nhỏ cho anh em. Cái hai cái khóa này giống nhau, cái này trong bịch luôn, chưa có khui. Đó, cái này thì chiều dài của nó cả bát cả gì luôn á, tổng là khoảng 10. Còn cái này là khoảng tầm 11 ha. Cái này, hai cái này giống nhau, hai cái này là 11. Còn cái lớn này, cái lớn này thì nó là dài tới là 17 nha anh em. 17, anh em có thể nhìn ở đây. Cái này nó cũng sẽ có cái tăng chỉnh luôn. Tăng chỉnh để anh em muốn cái hành trình nó dài hay ngắn thì anh em vặn ở đây để anh em tăng chỉnh nè. Đó, nó sẽ vặn cái hành trình này, vặn cái hành trình này đi thấp xuống. Rồi. Đây, thì khi mà anh em khóa xong anh em có thể đúc cái chốt qua đây để không cho nó mở nha anh em. Ở đây nó sẽ có một cái chốt nè để gài vô. Anh em tự làm một cái chốt để anh em nhét vô, hoặc là cộng kẽm để không cho mở lung tung anh em. Đó, đây, khi mà anh em bắt nè, bắt vào như vậy, giống mấy cái tủ đồ nghề, anh em sẽ mở cái này lên. Đó, rồi rút ra và anh em mở cái cánh cửa. Thì đây 4 cái bằng inox, mình bán giá là 300.000. Tính ra một cái chưa tới 100.000 nha anh em. Cái này là cái lớn nè, ba cái này là ba cái tương đương nhau. Đó, nó sẽ có bát gài zin này của nó luôn nha anh em, bằng inox của hãng Takigen. Takigen, một cái hãng chuyên sản xuất khóa cửa thôi cho các tập đoàn và công ty lớn nha. Mã số 25, khóa cửa inox. Anh em có thể làm cái khóa cho cái tủ điện hoặc là bất kỳ cái gì tùy anh em. Giá 350.000. Rồi mã số 26.
26 ở đây thì mình có giá là 700. 700 nha anh em. Thì đây là một cái van điện từ, sử dụng răng này là răng 21. Anh em có thể sử dụng cho khí nén hoặc là nước đều được. Con này là của Đức, made in Germany. Áp lực tối đa của nó là 10 kg. Anh em có thể nhìn ở đây, 10 kg, made in Germany. Con này sử dụng điện 24V. Răng này là răng 21 thông dụng nha. Chiều này là chiều qua. Còn anh em không thích xài răng thì anh em xài như vậy, cắm cái ống BU vô, anh em có thể thay đổi phần này, anh em có thể thay đổi ha, phần từ phần răng đổ ra. Anh em có thể thay đổi tùy theo cái kết cấu của anh em. Đó, cái này họ cũng đang gắn sẵn mấy cái thao tác nhanh đó nè. Đó, để anh em thao tác nhanh, để anh em nối ống hoặc là bơm hóa chất hoặc là gì đó thì tùy. Bình thường là cái van này luôn đóng, anh em cấp điện vào nó sẽ mở để cho cái dòng nước, dòng khí nó chạy qua. À, 24V nha anh em. Van điện từ chất liệu bằng inox 36, chống ăn mòn. Giá là 700 ngàn của Germany, của Đức ha. Dây điện họ đã vô sẵn rồi, anh em không thích đi dây thì anh em tháo cái này ra, mở ốc này ra, tháo ra, câu ra ha. Nó sẽ có một cái dây mát, bỏ cái dây mát này đi, còn lại là hai dây kia. Toàn bộ là bằng inox nha anh em, của hãng Norgen của Đức. Van điện từ giá là 700 ngàn. Rồi mã số 27. 27 đâu rồi ta? Không có 27, thì mã số 28 nha anh em. 28 ở đây thì mình sẽ có một cái bơm. Cái con bơm này thì điện zin của nó là 220. Tại sao? Tại vì nó mất cái tem thông số thì mình đọc trên cái tụ. Cái tụ này của nó là 440 thì nó sẽ 450 thì nó sẽ chạy điện 220 anh em. Còn nếu mà tụ nó để là 220 thì nó chạy là 110. Mình cũng không có biết cái số watt của nó luôn, nhưng mà thợ điện nếu mà họ nhìn ra đây nè, 1.8 UF nè, 450 thì họ sẽ tính được sơ sơ cái công suất số watt của nó. Còn đây mình không phải thợ điện chuyên nghiệp. Đó, ngoài bãi nó rơi nó gắn như vậy anh em. Nhưng mà nó bị bể mất cái tụ. Đây nó gãy mất cái tụ thì nó cũng mất tem luôn. Nó tem ở đây thì nó cũng bị đắt nè. Chỉ biết được là máy in ra băng Toshin fan bơm. Toàn bộ là bằng đồng nguyên khối này nè, người bằng đồng chống xét nè, ốc niêm phong là còn. Tem thì nó nằm ở dưới đít. Thì cái con này là chạy cho bơm dầu, bơm lưu lượng, bơm liên tục được. Thì khi mà chạy bơm liên tục cái chỗ này nó nóng rồi nè, nó cảnh báo là cái motor này rất là nóng. Đó, nó sẽ bơm được những cái nhớt đặc này kia. Đó, điện zin 220 rất là nặng, thì giá của nó là 900. 220 ha. Anh em có thể sử dụng nó để bơm những cái hóa chất mà có tính chất ăn mòn nhẹ, tại vì cái này là đồng chứ nó không phải là inox. Inox thì nó chống ăn mòn tốt hơn. Còn này là đồng, anh em có thể bơm được những cái hóa chất có tính chất ăn mòn nhẹ vô qua đây, hoặc là bơm dầu này kia. Bơm rất là êm nha anh em. Thì chút nữa mình sẽ thử cho anh em. Mã số 28 nó 900. Zin 220 nha anh em. Zin 220 thì cái tụ này anh em có thể dán lại, hoặc là anh em câu dây để cái tụ ở một cái chỗ xa xa khác, hoặc là cột lên đây nữa. Đế này của nó nè, đế nhôm. Anh em sẽ gắn bắt ở đâu đó tùy anh em. Rồi, mình sẽ thử cho anh em. Rồi, bây giờ thử cái con bơm nha anh em. Thì con bơm này, cái tụ này nó dính ở đây nè, mà nó gãy mẹ rồi. Anh em có thể thay con khác hoặc là dán keo cũng được. Thì mình sẽ dán cho anh em. Thì mình thông báo cái tình trạng nó vậy thôi ha, chứ không có gì. Tụ nó nè, thì con này điện zin là 220 nha anh em, không thay đổi kết cấu, không diệt điện zin. Thì con này nó sẽ thích hợp cho anh em bơm thủy lực, bơm những cái chất mà sệt đó anh em. Con này tự hút nha anh em, không cần mồi. Rồi, bây giờ mình sẽ bật cái điện lên luôn. À, tại vì nước nó dính với điện thì nó sẽ nguy hiểm. Đó, thì bây giờ mình sẽ cắm điện luôn nha anh em. Nè, cái này chưa có điện nè. Rồi. Cắm vào nó sẽ tự bơm, nó hút nha anh em, hút mồi. Nó tự hút luôn. Đó, nên là con này cái lưu lượng nó thấp, nhưng mà nó sẽ thích hợp cho việc mà anh em bơm chất đặc. Nhớt nó hơi đặc xíu anh em, nhất là nhớt nha, tại con này bơm thủy lực chạy siêu êm và hoạt động liên tục được rồi. À, khi mà hoạt động liên tục anh em, cái chỗ này nó sẽ hơi nóng nè, nó sẽ cảnh báo luôn là không được đụng vào đây vì đây là nó nóng. Đó, thì sẽ thích hợp cho việc mà anh em bơm nhớt ha, thích hợp cho bơm nhớt điện zin 220 max Japan. À, cái con tem nó bị chày ngay đây rồi đó, nó là bơm cánh gạt, thì cái đầu này là đồng nguyên khối thì nó rất là hay nha anh em. Rồi, hoạt động ok nha, nguyên zin chưa có mở, rất là nhỏ gọn. Rồi, bye bye anh em. Rồi, mã số 30 nha anh em. 30 thì mình có một cái bộ dây của hàng Kurita với cái dây. Thì cái dây này nó chịu được cái sức bền cho hàng chục ngàn lần kéo nha anh em. Áp của nó là tối đa là 10 kg.
áp phá hủy là 27 kg. Và ở đây nó có cái dòng dịch nó nói là khi mà anh em sử dụng anh em có thể kéo được rất là nhiều lần đó, giống như vậy anh em kéo để anh em thao tác này kia. À, cái này kéo ra được thì khoảng tầm 2 mét nè, 27 kg là tối đa của nó nha anh em, là có thể phá hủy bệ cái ống này. Nó thì còn bình thường anh em xài 8 kg, 10 kg gì đó thì tùy. Cái này nó chưa có cái chân đuôi, thì anh em muốn thì anh em mua cái chân đuôi hàng Trung Quốc thì khoảng tầm 5 ngàn, còn hàng Nhật thì khoảng tầm 30 ngàn, có bán mới ở Việt Nam răng 13 anh em gắn vào đây ha. Đó, nó giá nó cũng chênh nhau tới 6 lần lận nha anh em. Nếu mà hàng Nhật đó, nó khoảng tầm 3 đến 40 ngàn thì mình không biết, thì tiền ship nó đâu đó 20 ngàn. Anh em mua cái 5 ngàn thì tiền ship nó cũng 20. Đó thì anh em có thể đặt mua để anh em, còn mình thì mình không có, để gắn sẵn cho anh em rồi. Xui quá. Đó, thì cái này mã số là 30, giá là 300, một bộ dây với một cái súng sport gun. Rồi, mã số 31. 31 thì đây là một cái van phao. Cái van cánh quạt lever squid nè. Nó sử dụng cho điện 220V. Đó, công suất của nó tối đa là 5A. Thì những anh em nào mà sử dụng motor này kia thì anh em có thể sử dụng cái này. Đó, thì cái dây trắng với cái dây đen là dây nguồn nha anh em. Còn cái dây kia là cái dây máy gắn vô motor, để khi mà cánh quạt này nè nó quay, nó sẽ bị ngừng đó, thì nó sẽ kích cái không cho cái điện chạy qua motor, để ngừng cái motor nha anh em. Hai cái dây nguồn là dây đây, còn cái dây kia là dây điều khiển nha anh em. Nó sẽ có cái sơ đồ ở đây để cho anh em đấu dây nè. Cái con này xài được điện 220, và cái phần này là phần anh em bắt xuống nước. Cái phần này là cái van phao định mức nha, nó gọi tạm gọi là như vậy. Mã của nó là HL400N Lever Squid. Cái này giá là 650 ngàn, sử dụng cho điện 220. Thì cánh quạt này nó sẽ quay nha anh em, khi mà anh em gắn cánh quạt này nó sẽ quay. Cánh quạt này nó sẽ là bằng inox, và khi cái định mức này kia của nó lên á, ví dụ như nước hay này kia, nó sẽ cạn cái cánh quạt này lại, thì lúc đó nó sẽ không cho cái motor bơm. Nó dễ ứng dụng trong những cái việc mà anh em bơm những cái định mức này kia để cho đầy bồn, ví dụ như bồn nước, bồn gì của anh em á, thì anh em sử dụng cái này. Rồi, mã số 32. 32 thì sẽ có một cái dụng cụ bảo vệ an toàn khi mà anh em làm việc trên cao, Fuji Denko để chống rơi. Cái này đó, thì cái này anh em sẽ bắt vô trong, cái này là của Ý nha. Cái móc này là của Ý, tải được tối đa là khoảng tầm là lực kéo của nó là khoảng tầm 2500 kg. Đây, đó, cái này cũng của Ý luôn. Khoảng tầm là, cái này thì khoảng 2 tấn 2, nó khoảng là 2 kN, 22 kN. Thì cái này anh em sẽ treo ở trên, khi mà anh em làm việc, anh em có lỡ trượt chân hay gì á, cái này giật ra thì nó sẽ không có tuột, nó giống như một cái gọi là cái dây an toàn của xe hơi á. Còn anh em kéo ra từ từ thì vẫn ok ha, kéo ra từ từ thì vẫn ok, dây của nó rất là đẹp đó. Cái những cái thiết bị an toàn này thì Nhật nó không cho sửa chữa nha anh em, nó nguyên đai nguyên kiện cái ốc zin của nó. Nó để khi mà anh em có sự cố một lần thôi là nó cũng đã đủ tiền rồi, chứ không có sửa chữa hoặc để làm lại. Tại vì cái mạng sống của mình thì lúc nào nó cũng sẽ quý hơn những là cái món đồ đắt tiền ha, của hãng Fuji Denko. Rồi, mã số 33, giá 650 nha anh em. Cái thiết bị bảo vệ an toàn trên cao, giá 650. Mã số 33. 33 thì mình có một bộ 8 cái bánh xe. 8 cái bánh xe, đường kính của nó là 38 ly. 2 set có nghĩa là đây là 8 cái, có nghĩa là 2 bộ. Đó, 2 bộ thì mình sẽ bóc ra cho anh em coi. Cái này là mới chưa xài. À, mới chưa xài, nó có dán băng keo ở đây thì mình xé luôn. Đó, cái này để anh em bắt lên, anh em sử dụng cho những cái đồ nhỏ nhỏ trong gia đình của anh em á, những cái máy móc này kia. Cái này là 4 bánh thẳng nha anh em, chứ nó không có bánh quẹo bánh gì. 4 bộ, 2 bộ như vậy bao gồm là 8 bánh. Đó, 2 bộ như vậy là bao gồm 8 bánh. Giá của nó là 350 ngàn. Bánh này là 38. 38, chiều cao tổng của nó là khoảng tầm là 50. Thì một cái bộ này, bánh này bằng nhựa cứng, thì một cái bộ này nó sẽ tải được khoảng là 30 cho đến 40 kg nha anh em. 30 đến 40 kg. 30 đến 40 kg, có nghĩa là anh em có thể gắn cái biến áp hoặc là những cái xe đẩy hàng này kia nhỏ nhỏ nhỏ. Mã số 33 nè, 350 ngàn. Rồi mã số 34 thì mình còn có một cái bình xịt xà bông của Toto gắn cho cái bàn đá, toàn bộ là bằng nhựa ABS nha nè. Giá của nó là 650 ngàn. Đây, thì nó sẽ gắn trên cái mặt bàn đá, thì khi đó nó sẽ lòi ra như vậy thôi. Anh em sẽ đổ xà bông ở bên dưới,
ha, xà bông ở bên dưới nó sẽ qua cái bộ hút bộ hồi và nó sẽ đẩy xà bông lên để anh em rửa tay. Giá 650.000 nha anh em, mới đầy đủ phụ kiện, đầy đủ đồ luôn đó. Cái này về anh em chỉ cần rửa đi bằng nhựa, chỉ cần rửa đi là sáng chứ không có sợ bị tình trạng là chưa hoặc là gì hết á đó. Đó là khi mà anh em ấn xuống nè, ấn xuống nó sẽ ra cái bọt xà bông, ra xà bông nha anh em. Đó, nó sẽ ra xà bông. Cái này mình đổ nước vô mình thử anh em thì nó sẽ hút ở nước ở dưới lên đó ha. Đây, giá của nó là ở đây nó có một cái lỗ để hút hơi nha nè, lỗ này để hút hơi. Giá của nó là 650.000, mã số 34. Rồi mã số 35. 35 thì mình sẽ có một cái cặp tay bằng thép, chất liệu là thép trắng mà mình không biết nó dùng để làm gì. Thì ở đây thép này là thép 15 ly. Mình nhắc lại là thép 15 ly nha anh em. Một cái này là nặng khoảng tầm là 1 kg. Đó, thì đây. Chiều dài của nó là khoảng tầm là 28. Chiều dài là 28 nè. Chiều cao là 11,5 nha. Chiều dài là 28, chiều cao là 11,5. Và cái chiều ngang ra như vậy là khoảng tầm là 11,5 luôn. Khoảng 11,5. Ở đây nó sẽ có cái lỗ để anh em bắt ốc. Thì cái này mình đang chưa biết để làm gì. Thì anh em mua về anh em có thể chế tay cầm cho một cái thiết bị hoặc là cái gì đó của anh em đó. Ví dụ như anh em có một cái thiết bị anh em cần tay cầm hay này kia, thì anh em có thể đặt nó vào đây và anh em bắt cái ốc này anh em siết ha. Chứ mình chưa hình dung nó để làm gì. Tại vì cái này là hàng tháo máy, thép nó rất là dày. Anh em có thể chế tay cầm hoặc là xe đẩy hàng đó. Anh em chế tay cầm của xe đẩy hàng hoặc là gì đó, anh em nhét vào đây, anh em bắt ốc vô đây, rồi anh em cầm, anh em kéo, anh em lôi đi gì đó thì tùy anh em. Thép nó là 15 ly nha anh em. Nhắc lại, một cái như vậy rất là nặng. Thì tùy anh em chế cháo gì, anh em có sáng tạo thì anh em có thể mua để anh em chế cháo. Còn không thì bỏ qua giúp mình. Tại vì mình cũng không có biết nó dùng để làm gì luôn. Đó ha, có thể chế tay cầm hay này kia. Rất là đẹp và rất là thẩm mỹ, rất là dày. Rồi tiếp theo cái mã số, cái này cặp này thì giá của nó là 250.000 nha nè. 250.000, mã số 35. Rồi mã số 36. Rồi 36 thì mình sẽ có hai cái bơm cho anh em. Rồi hai cái bơm 36 nha nè. 36 mã này thì giá của nó là 1.900.000. Đây, 1.900.000. Thì đây là một cái bộ bơm dành cho anh em bơm hòn nông bộ này kia, những cái hồ lớn anh em, để nó tạo sóng. Điện của nó là 100V, công suất là 50W. Thì nó sẽ xài qua cái cục nguồn, cục nguồn qua nó sẽ chuyển là 50V, nó chịu khoảng tầm 15W thôi. Thì nó, cái lưu lượng của nó là 9 tấn nước cho 1 giờ nha anh em. Là nó sẽ tạo sóng, tạo sóng cho những cái cho những cái hồ nước của anh em. Giống như cái hồ nước ở những nơi công cộng này kia á, họ sẽ có một cái cây để phun nước lên cho những cái đài phun nước anh em. Thì đây là cái máy lớn của nó nè. Còn đây là cái cục nguồn. Đó, đây là cái cục nguồn để ra ha, cục nguồn. Còn đây là cái máy nhỏ. Cái máy này thì nó sẽ tạo cái lốc xoáy ở bên trong của cái hồ nước anh em. Đó đây. Thì hai cái này ha, hai cái này là dây zin nó rất là dài. Toàn bộ là chạy bằng motor từ, có nghĩa là rất là êm. Anh em có thể sử dụng để tạo cái cảnh quan trong cái sân vườn của anh em. Tại vì nó thảy, nó ngâm xuống nước luôn anh em. Nó chạy rất là êm, nó không ảnh hưởng tới cá hoặc là gì. Con này thì lưu lượng nó sẽ thấp hơn. Nó khoảng tầm là 2 tấn một tiếng, 2 tấn nước cho một tiếng. Thì đâu đó cũng khoảng tầm 500-700 lít một phút á. À, 100-200 lít một phút ha. Rồi, thì chút nữa mình sẽ test cho anh em. Con này mã số 36 nè. Ở đây nó sẽ có một cái cậu, cái cậu dây nó bị đứt rồi. Thì anh em về có thể bọc nó lại theo cái cách của anh em. Ở đây thì nó chỉ, tại vì nó ra cái chân ba chấu nên là mình không có bỏ được anh em nha. Mình phải giữ lại cái chân này để nó cắm vô cái nguồn này mới được nha. Đó, nó sẽ cắm vô cái nguồn này thì nó mới chạy được. Rồi, thì bộ này hai cái bơm và một cái cục nguồn, giá là 1.900.000. Dây zin rất là dài. Tiếp theo cái mã số